Vậy thì chúng con là
thái của người. Liệu chúng con có vác thánh giá cùng với giáo hội cũng như cùng với người để hoàn tất cái bổn phận, cái sứ mạng của chúng con hay không? Vậy chúng con tin tưởng rằng ngày xưa Chúa đã hoàn thành cái việc vác thánh giá của mình để vì yêu thương nhân loại, cuối cùng Ngài đã đạt tới đỉnh cao là Cavalivo để hoàn tất cái công việc cứu độ loài người. Vậy xin cho chúng con trên đường đi chúng con suy gẫm về màu nhiệm thánh giá, màu nhiệm đau khổ, để ước mong gì những màu nhiệm ấy giúp cho mỗi người chúng con nhất là năm đức tin, để chúng con nhìn nhận ra với sứ mạng của phận của chúng con, và ước gì chúng con cũng đề phòng, chúng con cũng tránh việc mà chúng con gây sự lặng lẽ, gây thánh giá đau khổ cho người khác. Ít ra chúng con cũng thương cảm, chúng con cũng thấy những người khác vác thánh giá đau khổ, có thể chúng con nguyện giống như ông Simon để phát đỡ thánh giá cho người khác nữa. Bây giờ đây trên đường thánh giá, xin tất cả mọi người chúng ta hãy nhìn lên cây thánh giá, nhìn trên vai Chúa Giêsu phải vác. Và thánh giá cũng nói lên thì tội lỗi của loài người mà Chúa phải vác, để chúng ta cũng xin được ơn ăn năn đền tội, và để mà hướng tới cây thánh giá là màu nhiệm cứu độ cho tất cả chúng ta. Bây giờ đây chúng ta đoàn xuất bắt đầu. Oh,
Thank you.
ấy không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Trọng kính quý ông bà toàn thể anh chị em, kính thưa quý thầy, quý đại đức, quý sĩ, kính thưa quý vị tông đồ cùng toàn thể cộng đoàn, đã hơn 2.000 năm qua kể từ khi lính La Mã cưỡng bách Chúa Giêsu phát thập giá của Ngài để tiến tới một nơi gọi là núi Sọ. Em xin chí ảnh, chúng ta hãy cầu cho hội Thánh Chúa, xin người là Chúa chúng ta ban hòa bình duy nhất và an toàn khắp nơi, và ban cho chúng ta sống bình an thịnh sự để làm vinh danh Chúa Cha và toàn năng. Chúng ta cúi đầu xuống. Ah!